Chào mọi người nha. Nay chúng ta lại tiếp tục đến với một cái bài hát quen thuộc nữa. Và bài hát này nổi tiếng gắn liền với cả cái giọng ca của ca sĩ Đan Trường Cẩm Ly. Thơ Hồng Sơn Long, nhạc Minh Vi. Bài này có tên là Chim Trắng Mồ Côi. Thì nay cũng chia sẻ với mọi người nha. Với anh chị nào mới tập đàn muốn chơi cái bài này, chúng ta có thể chơi được nó một cách đơn giản nhất dựa trên cái điệu slow hoặc là có thể gọi là blue. Nhưng trong này ghi nhịp 4/4, nhưng chúng ta cứ đánh gấp đôi lên nó thành 4/4 thôi, đúng không? Cái này nhịp 2/4, cái kiểu đánh này cho nhịp 2/4. Chúng ta đánh gấp đôi lên thì thành 4/4, đúng chưa? Lúc nào cũng vậy. Và lúc nào có thể kết hợp cái giải bàn lát, nó là 4/4. Vinh có chia sẻ một cái video về cái điệu slow bàn lát. Thì nó quanh đi còn lại nó cũng là cái đấy rồi, không có gì khó cả. Và chúng ta chơi ở tông la thứ nhá. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đớm đông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Xa vun đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên nữ mong chờ. Thương nghe câu mái đầy, nhớ điều lý tình tăng. Ngân nga khúc chờ nhau, khi mùa nua chim sẽ đón đưa nhau. Sắp tàn trôi xa nơi bến đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bên nào, nỗi nhớ thương em có ăn mong chờ. Ơi, ơi đi làng ơi. Đó, mọi người thấy đơn giản không? Nghĩa là chúng ta kết hợp vừa giải vừa quạt vào. Còn cái đoạn ơi lý nàng ơi thì mọi người thấy quạt bàn lát hoặc là quạt đi cô. Như chúng ta hay nghe thì cái đoạn đấy nghe nó nhộn nhịp hơn, thì chúng ta quạt cái rico vào cũng được. Nếu là mọi người ôn tập lại cái điệu này nhá. Giải dài dài đấy, Vinh nhắc lại này. Bát 3 2 3 1, bát 3 2 3 1, bát 3 2 3 bát, 3 2 3 1.
cái kiểu giải, cái cách chơi này áp dụng rất là nhiều bài hát, trẻ cũng có, nhạc xưa cũng có, mọi người có thể chơi cho nhiều bài khác nhau và mọi người chỉ cần chắc nhịp nó. Vẫn luôn nhắc nhở mọi người là phải chắc nhịp phách đi thì chơi cái bài nào cũng khó. Ví dụ như cái bài này vẫn chơi sang bolero cũng được. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Hai đứa hay vui đùa em cánh cò, anh chim sáo mồ côi. Đó là không khó khăn gì trong cái việc chơi cái điệu nào mà chúng ta muốn. Cơ bản là mọi người phải vững cái nhịp nó, và cứ hàng ngày tập những cái bài tập mà Vinh có chia sẻ rồi đấy. Tập. Thì ngày xưa Vinh cũng tập như thế thôi, không có tập cái gì mà cao cấp quá, khó hiểu quá cả. Mọi người nhớ là chúng ta cố gắng tập cái giải này và giải để chúng ta kết hợp thay đổi với nhau cho cái bài hát chúng ta sinh động hơn. Còn cái bài này mọi người muốn in chu nó thì chơi luôn cái đoạn này. Đó, thì cũng đọc lốt cái đoạn này nhưng mọi người có thể ghi theo nhé. Bên cái sheet á, thì để là đô thứ như là ba dấu dáng, sợ với ngồi dịch nó dài lâu lắm cho nên là thôi dò vài lốt này rồi mọi người ghi lại tập luyện nha. Đây là la thứ này. Mi na la đô la đô này, la mi son re re trưởng ha. Mi na đó mọi người giải sao cũng được. Lại nha. Mi la la do la son re. Câu tiếp theo. Con nước về cho cây trái trổ bông. Con nước về này. Mi son la mi, mi son re mi à, vẫn học la nha. Re à, rồi mọi người ghi được chưa? Mi son la mi, mi son re mi. À, tới học âm mi trưởng thì nó có lốt si này. Mi si si re si la son. Đó nha. Tới tiếp theo. Tình em như lúa xanh trên đồng, nó sẽ
sẽ là mi si si re si la son. Mi si si re si la son. Cái nút em bên bồi anh bên nữa mong chờ, nghĩa chúng ta đánh để cho nó về cái la thứ xong để vào hát, đúng không? Tình phù sa vun đắp chưa đôi bờ, mong chờ si si mi si si mi re la, lại nha. Sông dài con nước về cho cây trái trổ bông, tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa anh vui đùa bên cánh cò, anh chim sáo mồ côi, mùa xa vun đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên nữa mong chờ. Họ chúng ta sẽ chơi như thế thì mọi người cố gắng tập mượt hơn nhá. Này Vĩnh mới nhìn vào cái lời này để nghĩ ra cái đoạn này thôi, thì cũng vừa dò từng cái lốt rồi đánh làm sao cho nó hợp lý. Video này ngắn gọn thế thôi. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em trong video tiếp theo nha.